trí. Nhưng mà khó khăn 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 rất khó 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 trị. Đi xe velo chỉ có rất tuyết đúng cả đất phèn. Có xe velo có đất thường lớn, cánh đồng xanh ngắt đây không còn khó khăn. Đồng xanh lúa tôm đó là nhờ xe velo. Hiệu quả tức thì sau 3 ngày phun kiểm soát hầu hết các loại cỏ khó trị. Mưa cũng không sao sau phun 1 giờ không loại cỏ nào sống sót được lâu. Đồng xanh lúa tôm đó là nhờ xe velo, nhà nông vui sướng đó là nhờ xe velo. Việc có nhẹ công làm nông bền vững.